Xin chào toàn thể các bác, các anh em đam mê săn bẫy trên mọi miền Tổ quốc. Nhằm đáp ứng nhu cầu cái mùa loa bẫy chim 2022 thì hiện tại hàng đang rất chi là khan hiếm các bạn. Đấy, bên em có về được một số lượng ít cái mẫu loa 998 các bác nhé. Đây, cái mẫu này là Sony 998, một cái mẫu loa rất chi là thương hiệu và đẳng cấp các bác nhé. Sony là một công ty chuyên sản xuất đồ điện tử, đồ tiêu dùng đến từ Nhật Bản. Những cái chất lượng của hàng Sony thì các bác cứ yên tâm về chất lượng nhé. Giá cả thì thời điểm hiện tại cũng rất chi là hợp lý đấy. Nhờ trong cái video này thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về mẫu cái loa Sony 998 nhé, và kèm giá bán cho các bác. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì cố gắng xem hết video nhé. Các bác nào có rồi thì mình xem cho vui nhé. Các bác nào chưa có cố gắng xem hết cho em nhé, để mình biết được những cái tính năng chi tiết và cách sử dụng cho loa nhé. Đây, không phải để các bác chờ đợi lâu nhé, em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái mẫu loa 998 Sony 998 này cho các bác nhé. Đây, đây là một mẫu loa Sony 998 các bác nhé. Sony 998, cái mẫu loa này thì là chất lượng âm thanh khá là hay nhé. Đây, em sẽ test âm thanh cho các bác luôn, sau em sẽ giới thiệu về cái dung lượng sử dụng pin và cách thức sử dụng cho các bác sau nhé. Cái mẫu loa này thì giá hiện tại nó cũng rất chi là hợp lý các bạn. Đấy. Đây, khi các bác mở lên nó sẽ hiện ở chế độ bao như này các bác nhé. Đấy, các bác quan sát kỹ cho em nhé. Còn cái điều khiển này thì các bác lắp thẻ nhớ vào nhé. Các bác lắp cái pin. Các bác gạt công tắc xuống dưới cho em. Các bác ấn play này. Đấy. Đấy, các bác ấn play là loa chạy luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, chuyển bài nhé. Chuyển bài các thứ trên điều khiển hết các bác nhé. Đấy. Đây, em ấn tạm dừng này. Đấy, loa tạm dừng này. Ấn chạy này, loa chạy. Đấy. Cái loa này thì em đánh giá cao về chất lượng âm thanh các bác nhé. Chất lượng âm thanh thì nghe rất chi là chân thực và sống động nhé. Đấy, các bác đi đánh chim thì bao cho các bác ăn chim luôn nhé. Vì cái chất lượng âm thanh khá là tốt và ok. Nói về độ bền của pin con này thì các bác có thể dùng liên tục khoảng từ 6 đến 8 tiếng các bác nhé. Đấy. Đây. Điều khiển từ xa. Tất cả những cái loa đời mới thì các bác mở nguồn lên là loa nó sẽ không kêu luôn đâu các bác nhé. Đấy. Đây, tất cả các loa đời mới các bác mở lên nó sẽ ở chế độ bao như này, nó không kêu luôn. Còn một số cái mẫu loa đời cũ, mẫu loa rẻ tiền, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng các bác mở lên nó sẽ kêu một cái tiếng nhạc hoặc cái tiếng tây, tiếng tàu các bác. Đấy. Còn tất cả loa đời mới là nó không kêu, hàng chính hãng nhé. Các bác bật nó mới kêu à? Đấy. Này, bà đây đang chạy, em cho volume to lên các bác nhé. Đấy. Đấy. Các bác thấy chưa? Con này thì giá công khai cho các bác nhé, thời điểm hiện tại nhé. Bên em đang bán cho các bác mẫu loa Sony 998 nhé. Giá của nó là 450.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển về đến tận nhà cho anh em. Nếu anh em nào lấy thêm cả thẻ nhớ là... thẻ nhớ là thành 4GB 80.000 nữa là thành hơn 500 các bác nhé. Đấy, thời điểm hiện tại số lượng về thì hôm nay về được một ít thôi. Các bác nào xem video, các nào muốn mua loa thì các bác gọi điện luôn nhé. Đấy, vì số lượng về được ít các bác, em bán hết thì lại thôi các bác, vì hàng bây giờ nó về nhỏ giọt lắm các bác. Như các bác biết ấy, tắc biên rất chi là lâu rồi, hàng có về được đâu. Đấy, hôm nay về được số lượng ít thì các bác nào nhanh tay còn nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì các bác gọi điện đến ba đầu số của shop và em ơi bán cho anh một con loa Sony 998 các bác nhé. Đấy, vì cái mẫu này là mẫu mới bên em mới lấy về để phục vụ cho các bác mùa săn bẫy 2022. Đấy, các bác lưu ý nhé. Thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Các bác nào thấy hay thì cho em một like, đăng ký kênh và ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn. Xin chào các bác.